Sáng ngày 30 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận gồm ông Phan Lương Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bà Hoàng Thị Minh Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy, ông Phạm Đức Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hòa tiếp xúc cử tri phường Đồng Hòa chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5. Cử tri phường Đồng Hòa kiến nghị quận quan tâm nâng cấp đường hệ thống thoát nước của tuyến đường Đồng Nập dài khoảng 1,4 km, sớm nâng cấp ngõ 106 ở Lãm Khê tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Nập, cử tri phường cũng phản ánh khi thực hiện các dự án thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư xây dựng các công trình phải thu hồi hết, tránh tình trạng lấn chiếm trái phép những diện tích chưa được thu hồi, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Đồng Hòa, đoạn có các trường học, đề nghị lực lượng công an xử lý theo quy định của pháp luật. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, ông Phan Đăng Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của quận. Với những ý kiến liên quan đến trách nhiệm của phường thì phường tiếp tục chỉ đạo giải quyết.